Nếu bạn đang có nhu cầu mua nick PUBG Mobile, hãy đừng quên đến với shop tuấnac.vn. Shop mua nick PUBG có nhiều cộng tác viên trẻ đẹp à mà thôi. Chịu chết. Cũng có máy may luôn. Đẹp. Nhặt vừa thôi, nhặt nhanh thế. Nhặt như ma đuổi anh em ạ. Đâu? Đi. Nhặt đi. Cái đẹp. Đấy nó đến là cứ tưởng là có. Thôi. Đúng thật, nó ở trên mà. Vào đâu rồi. Mày chạy á hả? What the fuck? Chạy. Chạy. Xích lên. Đi phải gì vậy? Em này. Xe đến chỗ đó kìa. Xe lên chỗ mình này. Xe bất kỳ quay lại rồi. Quay đầu. Nó quay đầu cứu bạn nó đây. Đi xích ơi. Nó quay đầu cứu bạn nó rồi. Thằng đấy anh bắn nhiều lắm luôn đó. Cái nồi gì đấy? Ủa, cảm ơn Huỳnh Đức nhá. Cảm ơn Huỳnh Đức rất nhiều. Thank you bạn. Kìa. Clear. Ok. Cái gì thế nhỉ? Nghĩ mà nó chán anh em ạ. Chạy lên chạy xuống chết hết sạch. Đâu không? Cái lúc mình đứng ở dưới thì nó không nhảy xuống. Cái lúc mình đi lên thì nó nhảy xuống. Cáu vãi rồi. Ok. No kêu lắm. Đâu không còn là xe. Tao không có kêu cho mày đâu. Kêu cho tôi xin xin gái rồi. Này, đưa đây để đây tôi chia cho này. Chia cái con què gì? Tôi nhiều lắm rồi, chia gì? Từ từ để xem chia gì. Trời ơi, cái con què này mười mấy cái rồi. Đi. Xe sắp nổ rồi này. Giờ đi đâu? Rồi. Đi nhặt tiếp. Đi nhặt á, nhặt ở đâu? Cho nó chấm. Nhặt hoài. Nhặt cái cỏ ba mang để ăn. Nhặt được có mỗi mạng, buồn quá. Nó cứ nhảy vô mồm em này anh đó. Từ một thang cục xong. Cục. Đúng tính không bắn à? Ui trời ơi. Anh bắn à. Bắn để làm cái gì? Nó cứ bục bằng bục bằng. Mà quái lạ, mấy thằng đấy nó chỉ nhìn thấy mình hay sao? Nó cứ rũi theo mình ấy. Nghe ít theo mình. Mà rũi có trúng đâu. Rũi toàn tượt. Tầm đi, hắn phải bắn với anh này. Đúng rồi, nó phải bắn người mạnh nhất. Còn cái người yếu nhất nó tha phải không? Không quan tâm. Chúng tôi té đâu? Chúng tôi té hả? Đớn quá. Sao anh Tuấn không nhặt kim tiêm á? Đây, có một kim tiêm ở đây. Nhặt ít thôi anh em, kim tiêm trong đấy nặng lắm. Kim tiêm nặng làm mấy câu ạ? Nặng vãi luôn đấy. Ôi trời ơi. Súng tính kìa, nhặt chưa? Đi. Xuống bắn tôi đấm nhát cây cẳng. Lên xe. Và bò bắn thính. Con xe này mà gặp team nào đi
nó đi xe tới thì nhớ là xuống xuống xe luôn nhá. Cái xe này mà nó sấy sấy tí là nổ đấy. Ok anh ơi, anh muốn anh có hai súng tính đúng không? Anh có một thôi. Em nhặt súng tính kia chưa? À rồi. Anh bắn lên rồi đấy. Anh cùng bắn rồi. Ok. Giờ còn mỗi khâu gọi là chờ đợi thôi. Ok. Lớp ở trong đây hả? Lớp đấy cũng được anh ạ. Lớp, lớp ở chỗ ở xích. Cái đệt. đúng rồi, chia nhà. Ra cố. Cái đệt. Ngủ thế nhờ, thề luôn nhá. Đấy, lắp lớp lớp bên này lại. Cái nồi gì đấy? Ui, đây đường đường đâu mà bắn đậu không? Thôi thế được rồi, bít hết cửa này tí nữa. Ồ, tính rơi rồi này. Có ốp luôn này. Cái nồi gì đấy? Kim nồi. Ao gờ này lấy đi. Không. Một rồi, một cái thính của em là một rồi. Em bắn thính như lẻn đấy. Thính của em đâu? Vãi nồi thính em bây giờ nó mới đến nè. Ôi ôi. Như lẻn. Anh cứ kêu như lẻn nữa. Đây này, bây giờ nó mới đến này. Đúng rồi. Thính hàng màu trạch đông. Đâu, bây giờ nó mới đến này anh em. Ăn ở kiểu gì nó cho cái thính như lẻn. Đánh cái kìa. Anh tự chết á. Hình như có tiếng. Kéo bắn qua được cái chỗ này. Cấu mật nó. Ngồi im. Lại chẳng cáo. Ôi trời ơi. Ủa cho clear. Được. Clear rồi. May mà mình chắn ít cửa lại chứ nó không cân được vào các nơi ấy. Chắn hết cửa lại anh em ạ. Được. Cái kỹ thuật này được đấy. Này thì đi vòng móc lốp với chúng tôi này. Đấy, thấy chưa? Và đấy như bình thường là toang rồi đấy anh em. Nhưng mà có một người gọi là tay to đứng ở đây bảo vệ xích chậu. Xích chậu không thể chết được. Ông hắn nổ rồi anh đấy. Ừ, băng nổ. Kìa, ốp kìa, nhặt đi. Thiếu đạn không? Vào đây tôi cho này. Nè. Lấy trôm đan của tôi nhá. Này, có lấy X8 không? À, lấy X6 không? Đây. À, X6 này, đó. Không có tôi thì quẳng chó từ lâu rồi. Không có tôi thì quẳng chó từ lâu rồi. Lại chẳng quẳng đâu, quẳng quá đi chứ. Ừ, người ta được có một trận đáp ý. Báo địch đến rồi vẫn còn nó bắn Lên xe ạ. Xe hàng nó. Nó chả biết nữa, bốn thằng con què nó đi kiểu gì ấy. Giấu xe ở đâu ấy, chả nhớ xe ở đâu kìa. Nè, xe này bên trái nè. À đây. Xe đẹp thế. Xong lên đi xe 8.
Ủa cái mát này cảm giác như xe pháo nó làm cho đậm hơn hay sao ấy nhỉ? Màu đậm vậy hơn. Nhìn màu nó đậm vậy. Không phải màu tối mà màu đậm. Độ tương phản nó cao, hiểu không? Để dùng đúng ngôn ngữ chứ. Tội màu hả? Đậm khác màu tối. Tội hả? Nay có thông báo rồi anh ơi á. Ui, cảm ơn bạn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Nếu bạn nào mà có thông báo rồi thì cho mình một lượt like và một lượt chia sẻ nhé. Nhìn xe anh xấu thực sự, 4 củ rưỡi của tôi đấy, xấu còn què. Xe đẹp vãi nồi sao kêu xe xấu ạ, sao hiểu sao. Ê, có tìm có tìm. Vãi nồi ạ. Nhân. Mày lại trêu đùa rồi đấy. Các bạn lại hội chứng thích thèm đòn rồi đấy. Nhìn thấy mình đi qua xuống xe ngay mới sợ chứ. Lấy chả mà nó đứng ở chỗ đấy nó chờ mình sẵn rồi đấy. Chứ không phải là nó xuống luôn. Nghĩ gì? Bắn xích còn được, bắn tôi làm sao được. Mất máu kìa. Cái tăng cuối cùng này nhá. Cuối cùng làm sao? Một viên đúng không? Một viên vãi nồi ạ. Một... anh em làm chứng tôi cái. Thấy nó thấy mẹ luôn. Em có hiểu cụm từ thấy mẹ găm minh không? Thấy nó phát ỉa ra ấy. Thấy. Dừng xe cho đẹp vãi cứt, bạch áp chuẩn vãi nồi. Thấy. Ô, bên phải. Ô, xe nổ. Ô, bắn nhau. Bắn đi, không bắn được đừng nhìn mặt tôi nữa. Quay lại. Bắn đi. Tôi phải ra tay luôn cháu rồi. Ôi, xuống. Cảm ơn bạn nào vừa donate cho mình nhá. Enemies ahead. Con ở đấy. Bắn xích đi đừng bắn tao nhá. Không đi hạt thằng. Ui nó. Từ. Anh hết máu. Mình đấy nhờ. Anh còn muốn công hơn em ấy, anh nóc được một thằng ở đấy rồi. Đâu. Tôi nóc được đấy. Đâu không. Tôi còn què ấy, đâu không. Xe thì nổ, máu thì hết, cứ ngồi đoài công. Lợn này. Nó ngáy nhiều mồm. Ngáy. Đây, mồm đi. Bây giờ đi đấy, đi. Không đi nữa. Cái này trả lúa. Nó bên trái nữa kìa. Đi. Không đi được. Đi. Lên nhà đi bám. Xe trong đi này, xe nguyên ở trong đi. Đi. Bây giờ đấy cái lúc người ta bảo đi thì không đi. Đây. Đây. Đến. Enemies ahead. À đây rồi. À đang nhảy nhò. Ở mỏi. Thì số em ping ấy. Ngày enemies ahead. Nó chạy ra kìa. Nhòn này chết luôn. Cái thứ ăn trên thương máu đông đồi. What the fuck? Anh, tôi rõ ràng tôi bắn kêu nó nhá, nó nấp rồi nha. Thằng đấy là thằng tôi nấp đó. Đừng có đùa nha. Tôi nấp. Giờ chỉ còn bọn ở trong trường hợp thôi. Bắn cái gì đấy? Đây nè, con trong nhà vệ sinh nè.
rồi. Thế cái thằng ở đây nó nhảy ra đây. Enemies ahead. Team khác. Team khác. Team này nó đang bắn cái thằng mà anh Nóc ở trong nhà vệ sinh. Okay. Hiểu không? Anh Nóc nào, anh bắn Q á. Ơ đẹp trả lúa rõ ràng. Anh gặp đi có. Anh bị cái thằng bên trái hoặc là bên phải. Điền. Nó Nóc. Tôi thấy nó đang tôi điên cái gì. Không. Ra bắn bằng này không? Lên điểm. Ra bắn bằng nhà vệ sinh không? Sáng quá. Nhà vệ sinh. Đẩy đấy. Tôi sợ quá. Nhưng mà đẩy nhà vệ sinh nó sẽ bị lổ cái thằng enemies ahead. Sao cun nó bắn được. Vô vẩn. Ơ. Cún nó chảy giống như nó chảy con. Dằm ba thằng sợ cún. Ok. Tính tiền. Ôi chạy hết rồi anh ơi. Anh... Đi luôn. Trong trong khu này đúng không? Khu tập thể đúng không? Đúng rồi. Vào luôn nhá. Ok. Vào nhà cao nhất luôn này. Ui nhà cao nhất hẳn ở đó. Ui hả tí. Nó nhảy ra rồi. Vào đi. Lên nhà, lên trên tầng đi. Lên không? Có xe đến. Lên trên tầng dễ cam hơn. Nó mới clear cái team xe đây. Ừ, anh nghe rồi. Em ở đấy nhá. Ok không? Ồ, sao xe có kìa, Ok, anh. Nó quăng khỏi tưa lứa lắm, ủi ôi. Khiếp. Từ anh ơi. Anh đừng có thám cái chính đấy xe là anh đi cái thang ở trong nhà bắn đấy. Giữ được phải giữ ngay. Anh ăn diệt cái thằng ở đây đúng không? Không, trong đấy nhà đấy vẫn còn, trong nhà đấy vẫn còn. À rồi. Em thấy. Từ từ anh set back up lại đã. Ôi nhà anh có người à? Ờ. Ở đây vẫn còn 2 team, còn nguyên 2 team luôn. Anh mà Nóc đó là dễ là em nhảy khoáng được để cậu anh. Em biết là em sẽ không nhảy qua được. Đây rồi, ui. Để vừa quay ra kia nhìn tí thì nó. Oh shit. Thôi thả cho oh shit đi. Thả đánh đi. Ô bên tải em. Nó lên nhà em rồi. Chết đẹp. Thật đó hả? Anh quay lại nhá. Từ.
Và giết nó đi. Từ. Lên. Rồi, ok. Ăn một trái bom là biết ngay, nhìn cái kiểu nó di chuyển, nó phải ăn trái bom là nó mới sợ như vậy. Ok. Vì sao tôi đâm mất em, anh không có tồn tại, sẽ không phải là người được em được thêm mất mai tôi thêm ngày nào mới. Đúng anh em, xử lý hay vãi nồi ra. Được thực sự chứ còn gì nữa. 3 sao, A 3 sao.